Nombreux sont ceux qui parmi nous ont connu ce premier et grand amour. On a encore en mémoire ces instants hésitants où l'on osait avouer ses sentiments et où on avait peur du regard des autres. Allons ensemble à la rencontre des jeunes filles qui travaillaient dans les rizières et des jeunes hommes bien trop intimidés pour avouer leurs sentiments, sinon qu'au travers de la chanson Hunten Gaikoe qui signifie le parfum de la fille aimée. Je vous remercie d'applaudir bien fort les danseuses de l'Association des jeunes vietnamiens d'Evry. Thưa quý vị, chúng ta ai cũng đã từng được trải qua một thời áo trắng học trò, thời hoa niên của tình yêu mới lớn, cái thời e ấp thẹn thùng, muốn nói mà không dám nói, muốn nhìn mà không dám nhìn, nhất là các cô gái quê sợ mắc cỡ với bà con trong xóm. Thẹn thùng bầu mắc cỡ, chàng ơi quá dễ thương. Các cô gái chỉ có cách trải lòng mình qua câu hò điệu hát để thổ lộ tâm tư như bài Hương Tình Gái Quê mà quý vị sắp được thưởng thức sau đây do nhóm trẻ của Hội Thanh Thiếu Niên Evry trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn các cô trong hội Evry.